界大了，若有公理，说有法可依，达善恶计算，可会判决情与义？忘掉了对与错，每次都选择时，各有各位可寻觅住处。遥遥长路方知，冥冥中天意，黑白是非，偶然藏起，不如重新的驱离。灰色轨迹如何能忘记？到了这境地，现实假如难关，纵能承担，只迷途往返。命运纵地循环，纵地相反，怎分纵与间？我渐倦疲。Con về rồi. Julian không sao chứ? Cô không sao? Không sao thì tốt. Má chỉ sợ nhìn thấy nó trên tin tức. Nhưng cậu đã uống quá nhiều thuốc an thần. Nó muốn tự sát sao? Má, con quyết định kết hôn với cổ. Sao đột ngột vậy? Trải qua chuyện này, con phát hiện thì ra con rất yêu cổ. Con không muốn tổn thương cổ. Con nói thật sao? Cho dù con thật sự yêu nó, cũng không thể kết hôn vào lúc này được. Vì con muốn cho cổ niềm tin. Con muốn cho cổ biết con thật lòng muốn cưới cổ. Con có còn nhớ trước đây con từng nói gì không? Con phải điều tra Đỗ Dĩ Khanh, cho nên không qua lại với nó nữa. Nếu con và nó ở bên nhau á, chỉ sợ sau này lúc con chính tay bắt Đỗ Dĩ Khanh sẽ khiến cho nó đau lòng. Con không nhớ sao? Đừng gì con nhớ, nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi. Có gì khác chứ? Con cũng biết Đỗ Dĩ Khanh là chủ mưu đứng sau vụ giết Nghị Viên. Tại sao bây giờ con... Không được, không được. Con không được làm con rể của Đỗ Dĩ Khanh. Má, lần này cổ vì con mà xém chút mất mạng. Con không thể bỏ mặc cổ được. Đi tới nước này con cũng hết cách. Má đã nói bao nhiêu lần rồi, kêu con đừng làm việc theo cảm tính. Tại sao con cứ không nghe lời vậy? Con bây giờ là công tư bất phân. Con vì một người con gái mà làm rồ rút đầu. Công tư bất phân là má? Bây giờ người phạm pháp là ba cổ, không phải là cổ, căn bản không liên quan. Nếu tìm được chứng cứ của Đỗ Dĩ Khanh, con nhất định sẽ bắt ông ta. Con không thể, chắc chắn con sẽ mềm lòng. Con biết má giận con, nhưng má cũng không muốn có một đứa con máu lạnh. Con đã quyết định rồi. Nếu con đã quyết định rồi, còn hỏi má làm gì nữa? Má, con thật sự hy vọng má ủng hộ con, thông cảm cho con. Con kêu má làm sao thông cảm cho con? Con đang là một cảnh sát tốt. Bây giờ con nhìn thấy dưới đất có một vũng nước dơ, con cũng cắm đầu lao vào. Con không thẹn với lòng. Mong là như vậy. Trùng hợp vậy? Vừa giúp khách hàng làm xong thủ tục bảo lãnh. Cậu không cần phải đẩy tôi, cảm ơn cậu. Đường này bằng phẳng lắm, một mình tôi đi được. Tôi cảm ơn anh mới phải, anh đã mở ra con đường cho tôi. Chuyện tôi từng trải nhiều hơn cậu. Tôi không muốn cậu đi con đường oan uổng thôi. Anh nói rất đúng. Những chuyện tổn hại người khác làm để được gì? Lạnh nhắc nhở tôi. Cậu hiểu được là tốt. Hiện thực chính là như vậy. Có lúc hoàn cảnh sẽ ép cậu lựa chọn những việc mà cậu không muốn làm. Nhưng làm người quan trọng nhất là biết linh hoạt. Như vậy với cậu với mọi người đều có lợi. Cậu nhìn tôi thì biết rồi. Tôi chính là người mẫu do hiện thực huấn luyện mà ra. Tôi hiểu ý của anh. Làm người thì nên biết linh hoạt. Bây giờ tôi nghĩ thông rồi, cảm thấy thế giới tốt hơn nhiều. Yên tâm đi, chúng ta quen nhau lâu như vậy, cậu lại từng giúp tôi rất nhiều, tôi sẽ không hại cậu đâu. Tôi cũng muốn cậu có tương lai, muốn cậu vui vẻ. Sau này mọi người cùng nhau nỗ lực đi một con đường tốt, cũng đã đi gần hết rồi. Cứ cùng nhau lên bờ, vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày. Chúng ta còn là anh em tốt không? Đương nhiên rồi. Bộ này anh mặc lên nhìn phong độ lắm. Còn màu của bộ này thì anh mặc lên người nhìn trẻ ra đó. À, chọn bộ nào đi? Anh là chú rể, em là cô dâu. Sao không chọn cho em trước đi? Tại em thấy bộ nào cũng đẹp nên không quyết định được. Cho nên em mới định chọn đồ vest cho anh trước, sau đó mới chọn soiree hợp với anh.
Cờ quá. Đám cưới cô dâu là gia chính, chú rể chỉ làm nền thôi. Em sợ bữa đó em không đẹp, không xứng với anh. Đừng nói nhiều nữa, em mau chọn mấy bộ sore vô thử đi. Làm ơn. Thực ra cô thích mấy kiểu đơn giản, nhất là kiểu trang phục cổ điển. Cô chọn giùm cổ mấy bộ rồi cho cô thử. Ừ, được. Cảm ơn. Mày. Thực ra cổ còn đang phân vân chọn áo cưới, cô giúp cho cổ đi. Được, không thành vấn đề. Cảm ơn. Đi thôi. Cảm ơn. Hey, thật sự đáng hâm mộ. Hai người kết hôn chắc chắn là một chuyện tình rất đẹp. Đáng tiếc tôi đã lấy vợ rồi, không được làm rể phụ, không được thâm lây. Anh là bạn tốt của tôi, lúc tôi chụp ảnh nhất định chừa chỗ đẹp nhất cho anh. Có mới nói nha. Nhất định. Mày, nhìn nè. Trời ơi, cái này đẹp quá à. Có phải không? Đương nhiên xứng với cô lắm đó, đẹp ghê vậy. Mặt nhìn đẹp, nhìn hợp lắm đúng không? Ừ. Chúng tôi tự thử được rồi, mấy cô đi làm việc đi. Được. Mày à, lần trước á, thật sự cảm ơn cô. Cô đừng nói như vậy mà. Nhưng mà nói thật nha, nếu không có cô làm bà Mai á, có thể Fanny sẽ không hồi tâm chuyện ý. Là đàn ông tốt á, đương nhiên là phải giữ chặt ảnh rồi. Cô coi, đẹp quá trời luôn. Cảm ơn cô nhiều lắm, May. Cô tốt quá. Sau này á, cơm trưa trà chiều tôi mời cô hết. Được. Đúng rồi, Matt kêu tôi nhắc nhở cô, bí mật này tuyệt đối đừng bao giờ cho Fanny biết. Nếu để anh biết tôi dạy cô một khóc hai quậy ba tự sát, nhất định là sẽ mắng tôi. Tôi biết rồi. Nhưng mà nói chung giống như đang gạt Fanny, trong lòng không được dễ chịu lắm. Hết cách rồi. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh anh thật sự rất yêu cô. Tóm lại, sau này hai người hạnh phúc là được rồi. Nè, tôi giúp tôi đi. Madam, sao không thấy sếp Fanny vậy? Nó nhất quyết muốn nghỉ phép, tôi phê chuẩn rồi. Nè, xem ra bài báo đó nói thiệt rồi. Chắc sếp Fanny đang đi hưởng tuần trăng mật. Cậu nói cái gì vậy? Nó đang nghỉ phép. Tất cả những vụ án của nó tôi tiếp nhận. Đang điều tra những ai có vụ án gì đặc biệt, tiếp tục điều tra. Yes, madam. Cậu nói đúng đó. Cho hai đứa nó lấy nhau, siêu danh sẽ vui vẻ. Nó càng vui vẻ thì sẽ càng nghe lời tôi. Còn về Trương Lập Quân, nếu như có thể khống chế nó, làm việc cũng dễ dàng hơn. Nước cờ này cũng không tệ, cho cậu 50 triệu xứng đáng lắm. Cảm ơn ông Đỗ. Nhưng mà chưa thể hoàn toàn khiến cho nó nghe lời tôi. Chuyện du lịch kết hôn này nhất định là chủ ý của nó. Thằng này gian lắm, kêu con gái dỗ ngọt tôi. Yên tâm đi ông Đỗ, tôi đã bàn với hắn, hắn sẽ từ từ thay đổi. Nhưng mà phải chắc chắn lôi được nó ra ngoài, không cho nó làm cảnh sát nữa, giúp tôi làm việc. Nhưng mà như vậy thì cũng chưa đủ, phải cho nó một chút lợi, dụ nó vào trong. Nè, giúp tôi chuyển 500 triệu vào tài khoản chung của tụi nó, coi như quà mừng cưới. Nhiều vậy sao? Chuyển tiền vào tài khoản chung thì cũng là của con gái tôi. Nói sao thì nó cũng là con rể tôi, tài khoản mà không có tiền thì mất mặt lắm. Còn nữa, để khiến cho nó trở thành con rể tuyệt vời nhất thì phải cho nó một chút quyền lực trong giới kinh doanh. Nè, cậu làm quân sư cho nó, huấn luyện cho nó trở thành doanh nhân ưu tú. Tôi muốn nó trong 3 năm lên làm CEO, 5 năm lên trang bìa tạp chí Thời Đại. Tới lúc đó tôi có sĩ diện, nó có tiền thì nhất định sẽ nghe lời tôi. Có người cha vợ tuyệt vời như ông, muốn huấn luyện một chàng rể giỏi giang không khó, nhưng không cần thiết phải làm nhiều như vậy. Kêu cậu làm thì cậu làm đi. Suy nghĩ coi nên làm sao, ngày mai tớ báo lại với tôi. Được, tôi đi trước để ông Đỗ. Sư phụ, có tin vui. Vụ án của ông Trần cuối cùng cũng xử xong, bên kia bồi thường 50 triệu. 50 triệu, vậy thì sao? Vậy cũng phải. Chúng ta thức suốt mấy đêm liền giúp cho ổng, làm không biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ ổng thoát nạn còn kiếm được một vố, mình chỉ thu mấy trăm ngàn phí kiện tụng. Đúng là mỗi người một số. Đúng là như vậy. Chúng ta làm luật sư chỉ biết bận rộn tối ngày vì người ta, cực khổ giúp đỡ người khác, kết quả người ta được dễ dàng. Chúng ta thì chỉ là tên hèn thôi. Sư phụ à, anh không sao chứ? Không có gì,
Ra ngoài đi. Vậy tôi ra ngoài nha. Alo, May à? Đúng vậy, anh đang tới công ty đón em đi ăn trưa. Em sắp về tới hả? Anh ở công ty đợi em. Bye bye. Công ty dạo này làm ăn khá, anh có thể tăng chút tiền lương cho tôi không? Gì? Cô muốn tăng lương hả? Ờ. Tôi chịu, anh hai quẹ của tôi chưa chắc chịu. Anh ta keo kiệt lắm. Hả? Kêu ảnh ra tiền đầu tư không khác gì lấy mạng ảnh. Cô còn muốn tăng lương, có mơ cũng đừng có mơ nghe. Chỉ nói thôi mà. Thiệt ra tôi bận bịu hầu hạ cho ảnh. Ảnh bị què mà, đúng không? Làm đại luật sư thì sao? Không có tôi, ảnh tiêu từ lâu rồi. Nhưng công ty này anh cũng có đầu tư mà. Công ty này là do một tay tôi gậy dựng nên, anh ta làm được gì? Trước đây lúc ảnh thảm tới mức cái cửa không mở được là tôi dìu ảnh tiểu tiện đại tiện đó. Ai cần ai chứ. Đi ăn cơm thôi. Cảm ơn. Cảm ơn. Thật ra cái chuyện hồi nãy thằng Minh nói em cũng nghe thấy, nó đúng là quá đáng mà. Lúc nãy em mới nghe thì đúng là giận thiệt, nhưng mà nó nói cũng đúng. Nếu trước đây không có nó chăm sóc cho anh, anh cũng không biết phải sống thế nào. Nhưng mà nó cũng nên biết chừng mực chứ. Lại không suy nghĩ, nếu anh không giúp nó, công ty đó làm sao mà mở ra được. Thôi đi, anh quen làm người khác nở mày nở mặt rồi. Từ nhỏ tới lớn nó là như vậy đó. Suốt ngày anh nói bậy bạ, nó nói bậy quen miệng rồi. Không lẽ còn tính toán với nó? Cứ coi như chưa nghe đi. EQ của anh cao thiệt. Nói ra hết với em thì anh không sao rồi. Anh không có giận nó dai đâu. Trước giờ em luôn biết anh là người đại nhân đại lượng mà. Chỉ cần thấy em là anh vui rồi. Tìm người cướp lô hàng đó cho tôi. Lại có vụ làm ăn lớn à? Hàng gì vậy? Điểm ngồi dành cho người khuyết tật. Thôi, làm ăn nhỏ, lời được bao nhiêu đâu, làm của uổng công. Thù lao của anh. Ý, nè, con số này hình như còn hơn lô hàng đó. Anh muốn cái gì vậy? Đừng nhiều chuyện, làm cho tôi đi. Anh muốn làm sao? Mấy ngày nữa lô hàng của Đức này sẽ đưa tới bến cảng container Quỳ Dũng. Anh biến nó thành tăng vật giùm tôi, làm xong báo với tôi. Được thôi, ai đưa tiền thì làm chủ, quan trọng là vui vẻ. Nếu anh đã thích Hy Lạp á, thì sau này để anh nghỉ phép mình đi thêm chuyến nữa nha. Là em nói thích mấy căn nhà nhỏ màu trắng, còn nói là thích nhìn sóng biển bởi vì nó lãng mạn lắm. Anh không thích sao? Không biết ai đã tới đó nói à, đúng là thoải mái quá. Thì thoải mái mà. Nếu không phải anh hết ngày phép á, em sẽ ở lại thêm cả tháng nữa. Ờ. Ý, anh Tùng tới rồi. Cô chủ, ông Trương, để tôi. Cảm ơn. Mát. Anh Mát, sao ở đây vậy? Là ông Đỗ kêu tôi tới đón hai người. Anh Tùng, phiền anh mang hành lý để lên xe của tôi. Cảm ơn anh. Không phải Daddy kêu anh Tùng tới sao? Sao còn kêu anh tới nữa? Cô Đỗ, cô có chuyện chưa biết rồi. Ông Đỗ dặn anh Tùng lái xe đưa cô về nhà trước. Tôi thì có chuyện gấp, muốn bàn với anh Trương. Không biết tôi có thể mượn ông xã của cô nói chuyện một chút có được không? Đừng giỡn mà. Sao lại sắp xếp kỳ lạ như vậy? Đã lâu ông Đỗ không thấy con gái bảo bối của ông ấy rồi. Chắc là đang muốn gặp cô. Ông đang đợi cô đó, ông còn đặt luôn nhà hàng ăn cơm với hai người. Tôi và Fanny bàn xong chuyện thì sẽ đưa cậu ấy về ngay. Chị Lên, vậy em về trước đi. Anh và anh Matt nói chuyện một chút, tối nay ăn cơm gặp. Ok. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sao rồi? Daddy kêu anh tới tìm tôi gấp vậy, có chuyện gì không? Ông muốn tôi bàn với cậu chuyện tương lai của cậu đó. Chuyện tương lai của tôi? Không lẽ của tôi sao? Bây giờ thân phận của cậu khác xưa rồi. Anh giỡn với tôi hả? Tôi chỉ là lính lát, làm sao dám giỡn với cậu được. Cậu muốn đi đâu bàn chuyện đây? Hay tới nhà tôi cất hành lý trước được không? Cậu quyết định đi, cậu là ông chủ mà. Cảnh cáo anh nghe,
anh còn dở trò tôi đánh anh thiệt đó. Lên xe. Cảm ơn. Nên anh tự nhiên đi. Tôi mang phần quà lên phòng của má tôi. Được thôi. Ê, nhà của cậu rộng rãi quá, cũng thoải mái lắm đó. Cũng tạm thôi. Nhà của cậu đối với một người bình thường đã là đầy đủ tiện nghi lắm rồi. Nhưng mà với một thiên kim tiểu thư mà nói, căn phòng của cổ còn lớn hơn phòng khách của cậu. Sao tự nhiên nói vậy làm gì? Tính chọc tôi hả? Không phải, quan tâm cậu thôi. Hưởng tuần trăng mật xong, cậu tính cùng Julian ở đâu? Ở đây hả? Cưới nhau rồi đương nhiên là dọn tới ở với tôi. Không lẽ chia ra ở sao? Nhưng mà ý của ông Đỗ là muốn cậu dọn tới nhà của ổng. Vậy lỡ rễ rồi còn gì? Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng những gì ông Đỗ nói không phải không có lý. Nè, cậu nghĩ đi. Cậu ở khách sạn, cho dù không thoải mái, cũng chỉ là ở mấy ngày. Bây giờ là tương lai. Tính cách của Julian tuy rất là độc lập, nhưng mà nói chung cậu vẫn là thiên kim tiểu thư. Nếu cậu muốn cùng cổ chung sống ở đây, hoặc là ra ngoài thuê một căn nhà, cậu ở có quen không? Anh nói cũng đúng. Quên lấy nước cho anh uống, uống bia được không? Ok. Ba giờ của cậu đối với cậu cũng không tệ. Mở cho cậu một tài khoản, chuyển vào cho cậu 500 triệu. 500 triệu? Không phải chứ. Là quà mừng cưới của cậu, gửi vào tài khoản chung của cậu và Julian. Nè, một quyết định của cậu thì cả cuộc đời đều thay đổi. Tuy nói là tài khoản chung, nhưng mà 500 triệu không phải là nhỏ. Vậy có khoa trương quá không? Tôi biết, trên thực tế cậu thực sự có 500 triệu. Cậu có thể suy nghĩ không làm cảnh sát nữa. Không thể nào. Nhưng ba vợ của cậu rất muốn cậu gia nhập Tiệp Vọng làm CEO. Tôi đâu phải là dân làm ăn mua bán. Bây giờ cậu phải bắt đầu suy nghĩ một chút rồi. Ông đang gấp gáp nên mới kêu tôi tới sân bay đón cậu. Cậu phải khuyên cậu từ chức, càng nhanh càng tốt. Tôi nghĩ là anh cũng biết tôi không làm như vậy. Đừng nói là tôi không muốn gây với má tôi vì chuyện từ chức. Cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ không làm cảnh sát nữa. Vậy cậu phải nghĩ tới rồi. Đây là bản kế hoạch huấn luyện cậu vào Tiệp Vọng làm CEO. Cậu từ từ coi đi. Cậu đã là con rể của Đỗ Dĩ Khanh, ông đương nhiên phải chiếu cố cậu rồi. Vậy thì hôm nay anh là huấn luyện viên của tôi hay là anh em đây? Cả hai đều phải. Nói thật thì cậu đã là con rể của Đỗ Dĩ Khanh thì coi như trúng số độc đắc. Tôi biết cậu không phải vì tiền, nhưng mà trên thực tế cậu thực sự không cần làm gì hết, đã có 500 triệu. Rất nhiều người làm cả suốt cuộc đời, ngay cả một con số không cũng không có. Đừng nói là vào làm CEO của Tiệp Vọng. Là anh em của cậu, tôi rất mong cậu cố gắng nắm bắt cơ hội này. Tôi thực sự chưa từng nghĩ mình sẽ làm CEO. Ok, tôi tôn trọng quyết định của cậu, nhưng mà đừng khiến cho tôi khó xử. Nếu cậu đã không muốn làm thì cứ nói thẳng với ông Đỗ đi. Thôi được rồi, ráng làm cho xong rồi. Madam. Gì vậy, madam, có phát hiện sao? Sếp Fanny đã về rồi đó. Sao madam nói ngày mai anh mới về? Vậy sao? Về rồi cũng không báo cáo với tôi. Người đâu? Tôi nghe mấy đồng nghiệp khác nói nhìn thấy ảnh lên lầu trên rồi. Lên lầu trên làm gì? Không có quy tắc, quá đáng thiệt.
Bây giờ nói là con đã chịu dọn tới đây ở, vậy tốt rồi. Dù sao tới đây cũng tốt hơn bên nhà con. Ở lâu ngày cũng quen thôi. Cũng quen, ở đây cũng tiện lắm. Con muốn ăn gì thì cứ việc nói với chị Ly. Đầu bếp bên nhà cũng không có tệ, biết nhiều món lắm đó. Con biết rồi. Daddy à, mấy bữa nữa sẽ cho ba xem hình chụp tuần trăng mật. Được. Đi chơi đã rồi thì phải bắt đầu làm việc đàng hoàng đi. Matt đã nói rồi, bên phía cảnh sát thì không cần thông báo trước một tháng, chỉ cần tiền. Ba đã sắp xếp cho con rồi. Daddy, con muốn bàn với ba về chuyện này. Ừ. Hai người đã nói chuyện gì vậy? Sau này Fanny sẽ tới tiệp vọng làm việc. Daddy, con nghĩ con không vào tiệp vọng đâu. Ý tốt của ba con sẽ ghi nhận. Con muốn tiếp tục làm cảnh sát. Daddy à, anh Fanny thích giúp đỡ người khác, anh thích làm cảnh sát, mình nên ủng hộ anh đi. Julian. Daddy, tuy lương tháng của con không cao, nhưng mà làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của con. Con không muốn từ bỏ. Con mong ba hiểu cho và tôn trọng quyết định của con. Daddy à, cũng là ba nói mà, hứng thú là quan trọng nhất. Cho nên lúc đó ba mới không ép con học quản trị kinh doanh. Ba nói người ta được làm những chuyện bản thân mình thích thì sẽ cảm thấy vui vẻ. Tại sao bây giờ ba lại bắt Fanny từ bỏ lý tưởng của anh? Daddy, con không từ chức đâu. Được. Ba rất thích sự kiên trì của con. Con làm việc rất dứt khoát, rất quyết đoán, nên ba mới hy vọng con về làm giúp ba. Nếu như con vẫn muốn tiếp tục làm cảnh sát thì ba cũng không miễn cưỡng con. Cảm ơn ba. Người có năng lực á, dù làm ngành nào thì cũng sẽ có thành tích. Nhưng mà phải nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì cũng phải theo đuổi mục tiêu. Trừ phi là không làm, muốn làm thì phải làm cho tốt, làm tới cấp cao nhất. Yên tâm đi ba, con sẽ cố gắng. Xin lỗi, đã làm cho em thức hả? Không có. Anh dọn tới chỗ này cứ mất ngủ hoài ạ. Có phải là không quen không? Không phải. Anh đang nghĩ sau này chắc phải chuyển tổ quá. Tại sao vậy? Vì má sao? Em đừng lo, chuyển tổ bình thường thôi. Anh dọn qua đây vì em, chắc là má buồn lắm. Em thương ba của em, ba em lại lo cho em. Anh dọn qua đây là lựa chọn tốt nhất. Em biết là anh làm chuyện gì cũng vì em hết, nhưng mà em thật sự không muốn nhìn thấy anh bất hòa với má. Em không muốn ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Anh cũng hy vọng má sẽ hiểu cho anh, nhưng mà bây giờ má không được vui, anh cũng hết cách. Anh Minh à, người này á là anh Thành, anh Võ. Anh Thành, anh Võ à. Nghe Toàn nói là anh bán sản phẩm y tế. Tụi tôi có lô hàng rẻ lắm, anh coi có mua được không? Được. Là để em ngồi. Tôi cũng bán hiệu này mà. Hả? Mấy anh bán nhiêu ạ? Là anh Toàn giới thiệu anh, tính rẻ anh một chút, 350 một cái. 350 một cái? Đúng vậy. Nè, bình thường chúng tôi lấy 1.200, tức là giá này chỉ bằng 1/3. Chà, vậy là rẻ bèo rồi đó. Chờ chút. Bữa trước báo đài nói có một lô sản phẩm y tế vừa chuyển tới thì bị người ta đánh cướp. Đây là hàng ăn cướp hả? Đừng nói anh sợ nghe. Hàng ăn cướp là phạm pháp đó. Nếu bị bắt là ngồi tù đó. Có ai biết đâu. Chỉ là anh đã bán hàng này rồi, càng không có ai nghi ngờ anh. Thì đó. Nói vậy cũng đâu phải là vô lý. Đâu có ai biết đâu chứ. Nè Toàn, mày đưa bạn gì tới vậy? Có tiền không biết kiếm. Thôi đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đi. Không lấy thì thôi, thiếu gì người cần. Anh em khoan đã, không lấy hả? Khoan. Nói thiệt đi, có phải là 350 không? Một giá một thôi, tôi mua hết luôn. Minh à, sao không có hóa đơn? Ô, thôi chết, em quên lấy mất tiêu rồi. Hả? Hóa đơn mà cũng quên lấy? Ờ phải ha, sao đản trí quá. Bao bì hình như là không giống hàng lúc trước thì phải á. Em lấy hàng của nhà cung cấp khác sao? Đúng vậy á, nhưng còn một hiệu. Thôi đưa cho em. Có nghe nó bao giờ đâu. Đưa cho tôi đi. Do người bạn của một thầy vật lý trị liệu giới thiệu cho tôi. Anh nói nhà cung cấp này bán hàng chất lượng. Nhà cung cấp trước đây lấy lời cao quá. Chỗ này 1.000 một cái, rẻ hơn 200 đồng một cái. Chị dâu xin lỗi nghe, em quên nói trước cho chị biết.
Không có gì, em cũng vì tốt cho công ty thôi. Rẻ quá vậy, có tin được không? Không sao đâu, đưa cho tôi đi. Hàng một mình tôi sắp xếp được rồi, mọi người làm chuyện của mình đi. Được rồi, mình kiểm tra thấy không vấn đề là được rồi. Miu Miu, theo chị qua đi. Ông Đỗ, Vinny kiên quyết lắm. Nhưng mà hắn nói sẽ đích thân giải thích với ông. Nó kiên quyết làm cảnh sát, tôi cũng đoán được mà. Nó nói với tôi rồi. Được thôi, nó không chịu về làm CEO thì chúng ta đổi kế hoạch. Ý của ông Đỗ là nó đã là con rể của tôi thì không được làm tôi mất mặt. Tôi mặc kệ nó làm nghề gì, tóm lại nhất định phải làm chức cao nhất. Với năng lực của Finney, thăng chức cảnh ti chắc không vấn đề. Cậu bị bệnh hay sao vậy? Cảnh ti mà là cao nhất sao? Ông muốn hắn nắm quyền trong ngành đó. Ngoài trừ có năng lực, các mối quan hệ cũng rất quan trọng. Tuy là Finney rất tài giỏi, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn muốn hắn được thăng lên tới chức đó e là yêu cầu cao quá. Nếu dễ tôi đâu cần kêu cậu tới đây. Tóm lại, tôi muốn nó 3 năm thăng làm cảnh ti, 5 năm làm sĩ quan chỉ huy, 10 năm tôi muốn nó lên làm giám đốc cảnh sát. Giám đốc cảnh sát trẻ nhất của Hồng Kông là con rể của Đỗ Duy Khanh. Thật là oai phong. Ông Đỗ, ông muốn Finney làm giám đốc cảnh sát thì phải qua nhiều đường dây trung gian lắm. Cho dù đưa hắn lên được chức gì đó, chưa chắc có nhiều người chịu phục đâu. Nó là con rể của tôi, ai dám không phục nó. Tôi cho cậu lấy danh nghĩa của tôi, giúp nó tạo thêm mối quan hệ. Sau đó nên làm thế nào? Không cần tôi dạy chứ? Tôi sẽ dốc hết sức. Tối nay cậu sẽ... Tối nay tôi có chút chuyện riêng. Nhưng mà ông Đỗ yên tâm, chuyện của Finney tôi sẽ xử lý, nhưng phải cần một chút thời gian. Tôi không làm phiền ông, tôi đi trước đây. Ba. Con đã đặt bàn, tối nay chúc mừng sinh nhật ba. Ba mau thay đồ đi. Được rồi, ba đi thay đồ đây. Anh hai, sao lại tới đây? Sinh nhật của ba, anh tặng một phần quà cho ba. Ba, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Buồn chi vậy? Con dâu đâu? Cô không rảnh, không tới được. Trong nhà phải sửa gì hả? Đúng đó, suốt ngày ba cứ nói nhà cũ rồi, đồ dùng lại hư hết, nên định sửa sang lại một chút. Ba đã muốn sửa lâu lắm rồi đó. Đúng đó, công ty kiếm được tiền cũng nên sửa sang lại nhà một chút. Bây giờ em lớn rồi, biết hiếu thảo với ba rồi. Trời anh hai, em đâu có tài cán như anh. Không có anh giúp, công ty của em cũng đâu có ra gì. Em đừng nói vậy mà, anh là thằng que. Không cản trở em đã cười lén rồi, làm sao giúp được em chứ. Anh càng lúc càng biết nói giỡn đó nghe. Công ty của em còn kinh doanh cũng khá, đang định cố gắng thêm mấy năm sẽ mở chi nhánh. Tới lúc đó có nhiều việc phải nhờ tới con rồi. Phải đó anh hai, đúng là càng lúc càng kiếm nhiều tiền. Em tính qua 2 năm nữa sẽ mở thêm mấy chi nhánh nữa được không? Mở thêm mấy chi nhánh em đừng có nằm mơ. Cho em làm giám đốc cảnh sát chịu không? Em đừng có ngây thơ quá. Em từng có tiền thì chuyện gì cũng được sao? Em nghĩ em là hoàng đế, bây giờ một tay che trời là được hả? Anh hai, em chỉ nói vậy thôi mà. Em của con đương nhiên không được, có con giúp nó mà. Con là đại luật sư có rất nhiều chuyện thì tới lúc đó. Đại luật sư không kiếm được bao nhiêu tiền. Con nói cho bà nghe, người tài giỏi thì không cần làm gì, có người sắp xếp sẵn hết rồi, tiền bạc thì hàng trăm hàng triệu lăn vô túi, những người đó mới tài giỏi. Nhưng mà để con người như vậy sẽ may mắn được bao lâu? Sao lại đưa tôi tới chỗ này? Tôi đâu phải là thành viên ở đây. Bây giờ thân phận của cậu khác rồi. Ông Đỗ đã dặn tôi biến cậu trở thành thành viên ở đây. Tôi đâu có tới chỗ này. Vậy sau này cậu phải thường tới. Thẻ thành viên của chỗ này khó lấy lắm. Những người tới đây không giàu thì sang. Cậu muốn làm quen thì phải làm quen những người ở đây. Cậu đã quên thế giới này thực dụng lắm sao? Hai người họ cũng tới đây chơi hả? Cậu nói sở trưởng Hầu và cục trưởng Dương hả? Cậu quen à? Có biết, nhưng người ta không biết tôi. Vậy sao? Đi theo tôi. Sếp Hầu, sếp Dương. Ủa, trùng hợp vậy? Sếp Trương cũng là đồng nghiệp của hai người, có quen biết không? Cậu ở sở cảnh sát nào? Dạ sếp, tôi thuộc tổ trọng án Tây Cửu Long. Là sở cảnh sát của chúng ta. Ảnh là Trương Lập Huân,
con rể của Đỗ Dĩ Khanh. Tôi nhận ra cậu. Chúng tôi đã hẹn bạn tới đánh cầu rồi, nhưng mà anh có chuyện đột xuất, tôi lại không đánh chung với anh được. Chúng tôi cũng vừa mới tới, hay là vậy đi, nếu như sếp Trinh không ngại thì cùng chơi chung luôn. Tôi sợ cản trở hai sếp. Không cản trở, mình là người nhà hết mà, đánh chung đi. Sau khi tan ca đó, cậu cứ kêu tôi là Raymond, đừng kêu là sếp nữa. Cũng được, quan trọng là mọi người không để tâm. Không để tâm. Penny, đúng là hậu sinh khả quý, thể lực tốt lắm. Chà, cậu chơi cũng hay quá hả? Nhờ hai người nhường tôi. Lần sau gặp lại, không cần cách sáo với tụi tôi đâu. Được, lần sau gặp lại. Xe tụi tôi ở bên kia. Ok. Bye bye. Bye bye, bye. Chơi một trận thì như quen thân, cũng dễ thiệt. Hồi nãy anh không nhìn thấy hả? Tôi tìm chuyện để nói mệt muốn chết. Tôi không biết là đánh cầu hay nói nhảm nữa. Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi. Thế giới đúng là thực dụng. Sếp Hậu đó trước đây từng gặp tôi ở hội nghị, không hề ngó ngàng tới. Bây giờ có thêm cái danh là con rể của Đỗ Dĩ Khanh, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi đã nói với cậu lâu rồi, thế giới này là như vậy đó, con người dễ thay đổi sắc mặt lắm. Lần này đúng là làm tôi hiểu được sức mạnh của cái tên Đỗ Dĩ Khanh. Thế giới của cậu sau này sẽ hoàn toàn thay đổi. Tên què này đã giúp cậu đi được bước đầu. Sau này đánh cầu nói nhảm, bơi lội chạy bộ đều nhờ vào bản thân cậu. Cảnh sát cao cấp đánh cậu với một thanh tra kiến tập, thật sự không ai ngờ. Nhưng mà nghĩ lại hồi nãy cũng thấy vui lắm. Ông xã ạ, em đi làm trước nha. Miu Miu, đi được chưa em? Miu Miu à. Được rồi, hối quá em mắt muốn chết nè. Nhanh lên đi, sắp trễ rồi. Nhanh, đi thôi. Hả? Sao vậy? Không được rồi, đúng là hối quá em mắt luôn rồi đó. Hả? Vậy chị? Chị đi trước đi ha. Mấy giờ đưa tới? Ok, tới rồi thì báo cảnh sát bắt nó luôn đi. Cà ri hồi nãy ngon quá trời luôn. Cô có biết bí quyết ở đâu không? Chính là bên trong cà ri cay đó. Nó có vị ngọt, trong vị ngọt có một chút cay. Chị May không đi đúng là tiếc mà. Cũng may tôi là chị em tốt, mua cho chị một phần đồ ăn ngọt rồi. Ôi trời ơi. Cô sao vậy? Tôi đã bụng nữa rồi. Tôi đã nói cô rồi mà, đừng có ăn nhiều cà ri quá. Không được, cô mang lên cho chị May trước đi. Tôi đi mua thuốc uống. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi lên trước đây. Trời ơi, mấy người không thấy đường hả? Tôi nói cái gì hả? Coi chừng đó. Đi thôi. Nó tội nghiệp thiệt, bị hại mà không biết. Ai kêu đó tham lam, rõ ràng biết là hàng ăn cướp cũng lấy. Chờ ngồi tù đi. Báo cảnh sát đi. Được. Sao rồi Miu Miu, em vẫn còn đau bụng hả? Mới uống thuốc xong, đâu có hết đau nhanh như vậy chứ. Trời, em đau nữa rồi. Chị May, chuyện gì vậy? Chúng tôi là cảnh sát hình sự khu đông, xin nói người nào là cao chức bên vậy? Là ảnh á. Sếp à, có chuyện gì? Số hàng này có phải do anh phụ trách nhập không? Chúng tôi ai cũng nhập hàng được hết đó sếp. Nhưng lô hàng lần này do ảnh nhập đó. Chúng tôi nghi ngờ đây có người tiêu thụ tang vật. Mời mọi người theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra. Tôi không biết gì hết thưa sếp. Sếp à, tôi chỉ bán hàng thôi mà. Đưa anh ta về sở đi, đi theo tôi. Đi. Sếp à, tôi không biết gì hết mà. Sếp à. Đi, nhanh lên. Chị à, chị. Chị May, bây giờ tính sao đây? Gọi điện cho má. Nó tội nghiệp thiệt, bị hại mà không biết. Ai kêu nó tham lam, rõ ràng biết là hàng ăn cướp cũng lấy. Giờ ngồi tù đi. Báo cảnh sát đi. Được. Đừng có lo quá, em mới liên lạc với họ. Ba của anh bảo lãnh nó ra rồi. Cái thằng quỷ này suốt ngày chỉ biết làm bậy thôi. Em ra mở cửa nha. Ba, Minh. Chị dâu. Hạnh à, lần này con phải giúp cho em của con. Nó hồ đồ nhẹ dạ, không có biết gì hết. Nhập hàng tan vật mà cũng không biết nữa. Anh hai, anh phải giúp em. Em không muốn ngồi tù đâu anh. Hồi nãy trong đó có mấy tiếng đồng hồ, em đã chịu không nổi rồi. Em hồ đồ nhẹ dạ không biết đó là tan vật. Hay là muốn qua mặt mọi người lương tiền công ty đi. Chị dâu à, chị dâu, chị phải giúp em, chị dâu. Minh à, thật sự bản thân em cũng nên suy nghĩ lại.
Em quá đáng thiệt mà. Trước đây á, em lạm dụng của công, chị đã cảnh cáo em rồi. Lần này em lại còn to gan làm chuyện phạm pháp nữa. Cũng tại em quá tham lam, đúng là hết thuốc chữa. Em biết sai rồi, mọi người tha thứ cho em đi. Em không muốn ngồi tù thiệt mà. Còn chỉ có một thằng em trai thôi, cô nhất định phải giúp cho nó. Có tiền án là mất hết tương lai đó. Bây giờ nó phạm pháp rồi, cô làm sao giúp nó? Anh biện hộ giùm em đi. Nè, nếu anh là quan hệ thân thuộc, không có thuận tiện ra mặt, thì kêu bạn anh giúp em. Anh giỏi như vậy, quen biết nhiều đại luật sư giỏi. Anh yên tâm đi, tiền phí luật sư sau này em sẽ trả từ từ cho anh. Bây giờ vấn đề không phải là tiền, mà là em phạm pháp. Em phải chịu trách nhiệm với sai lầm mà em đã làm ra. Anh không giúp được em đâu. Anh hai à, anh phải giúp cho em. Em không muốn ngồi tù đâu anh à. Anh cứu em đi mà. Là em biết luật phạm luật, bây giờ bại lộ thì tìm lại cái cớ trên trời bắt anh gỡ tội giùm cho em. Cho dù anh tìm được người biện hộ giúp em, cũng chỉ có thể xin với quan tòa, hy vọng là giảm án cho em, chứ không phải giúp em bóp méo sự thật để thoát tội đâu. Đại luật sư như anh trước giờ bóp méo giỏi lắm mà. Trước đây anh giúp mấy người có tiền, Mã Khải Nguyên với Đỗ Vĩ Khanh cũng vậy thôi. Anh cho em biết, em không có chứng cứ thì đừng có nói bậy đó. Anh ra tòa để dựa vào lương tâm nói chứng cứ. Pháp luật thì chỉ giúp những người vô tội, không phải giúp những người muốn luồn lách pháp luật với em đâu. Em là em ruột của anh cũng không giúp. Có phải em không đủ tiền mời anh đúng không? Đi đi, anh không muốn thấy mặt em nữa. Triết Hạnh à. Đi ngay đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đó. Triết Hạnh, sao con tuyệt tình như vậy? Cả em trai mà không chịu giúp nó. Anh hai, anh không giúp em có phải không? Thù đi. Anh đi. Hai, anh ra đây. Đi 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 đi. Anh hai, anh ra đây. Anh không làm sai. Anh làm như vậy là tốt lắm. Chị Mây. Miu Miu. Mắt đâu? Anh đang tắm sao vậy? Em có chuyện muốn nói với chị đó. Có chuyện gì? Nè, em nghĩ cả ngày rồi, nhưng mà nghĩ hoài không có thông, lại không biết phải nói ra làm sao nữa. Nhưng không thể trùng hợp như vậy được. Nhưng sao lại phải làm vậy chứ? Em nói cái gì vậy? Hôm nay em nghe được một số chuyện liên quan tới chuyện của anh Minh đó. Chuyện gì? Sáng nay lúc ra tới cửa không phải bị đau bụng sao? Lúc ở trong toilet nghe má gọi điện thoại, nói cái gì bây giờ đưa tới, lại nói tới lúc đó báo cảnh sát bắt nó luôn đi. Vậy thì sao? Sau khi em ăn cơm trưa xong rồi, đứng ở dưới lầu nghe hai thằng giao hàng nói chuyện với nhau. Cái gì mà thảm thiệt, bị hại cũng không biết, lại nói tang vật cũng lấy. Sau đó còn nói báo cảnh sát đi. Tiếp theo thì anh Minh bị người ta bắt đó. Em muốn nói cái gì? Em nghi ngờ má cố ý bày ra cái bẫy này để dụ anh Minh vào, hại anh ta phải ngồi tù đó. Không thể nào.
Sao Mát phải hãm hại em mình chứ? Em nói sáng nay nghe anh nói điện thoại như có chỉ đích danh ai không? Hả? Đừng có lớn tiếng như vậy. Đúng, không chỉ đích danh ai, nhưng không thể trùng hợp như vậy. Nhưng mà anh làm vậy thì có lợi ích gì chứ? Đó là em trai của ảnh mà. Anh hai xấu xa của em á cũng từng hại em mà. Nếu muốn hại á, căn bản không cần biết người đó là ai. Anh không phải là quả, anh sẽ không bỏ mặc tình thân. Hồi nãy anh ở trong phòng, chị thấy anh hối hận lắm. Anh đã khóc, anh không chịu giúp Minh vì anh không muốn nó tiếp tục phạm sai lầm. Tại sao anh lại hại nó chứ? Em hy vọng thật sự chỉ là trùng hợp thôi, chứ em dám khẳng định em không hề nghe lầm đâu. Chị cũng đừng có quên, anh em của họ như nước với lửa vậy. Tóm lại chị không tin Mát có máu lạnh như vậy. Nhưng nếu em khẳng định như vậy á, chị sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Em cũng hy vọng sự thật không phải như vậy. Nhưng nếu đúng là Mát đã làm chuyện này thì ảnh thật sự đáng sợ quá. Thế giới đại điều nhược dầu công lý suyết dầu phát khó yên. Đã xin ngọc kỳ xuyên khó hồi phân quyết sinh dư yên. Bóng tiêu điều, đối cho mỗi sĩ đâu xuyên giác sử. Có yếu có quay hồ chăm mê chú chú. Yêu yêu trường lô phong xì. Mình mình trong thiên nhiên. Bất sĩ bị ngẫu nhiên trọng khí, bất như trùng sinh đi cư đi. Vui sắc quỷ dị, như khả năng mong kỳ, đâu liệu thế kinh đi. Hiện thực, giả như lạc quan, trung lần thành đam, chỉ mày thù hoang phán. Mình hoàn trọng đi chân hoàn, trọng đi sang phán, tâm phân trung như gian, ngô chiến quyền đi.